Tiếp theo chương trình là bản tin cộng đồng Việt Nam tại North Carolina vận động may khẩu trang và cung cấp cho các cơ quan y tế trong vùng. Bản tin do bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại Charlotte, North Carolina gửi về. Xin kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Tôi là Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Xin kính chúc quý vị và gia quyến được luôn an lành trong cái thời buổi đại dịch Vũ Hán rất là nguy hiểm và khó khăn này. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, đại dịch Vũ Hán đã hoành hành quá là khốc liệt trong cái mùa xuân năm nay và đã lấy đi biết bao là mạng sống. Các vật dụng y tế cũng đã trở nên rất là khan hiếm, không đủ cho các bác sĩ và y tá dùng trong cái việc chữa trị các bệnh nhân bị nhiễm virus. Thì trong cái niềm đau chung của đất nước Hoa Kỳ, thì cộng đồng người Việt quốc gia tại thành phố Charlotte đã góp tay, đã chung tay làm các khẩu trang để mà tiếp tế cho các nhà thương tại địa phương. Thì mỗi ngày chúng tôi đều nhận được hàng trăm khẩu trang do quý ông bà, anh chị trong cộng đồng đã bỏ công, bỏ của để mà may và hiến tặng cho các nhà thương, cũng như là các chi nhánh y tế. Thì cái việc đóng góp này nó nói lên cái tình yêu thương đồng loại và cái tâm tình tri ân của cộng đồng người Việt chúng ta đối với đất nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai của chúng ta suốt 45 năm qua. Cho đến nay thì cộng đồng Charlotte, tiểu bang North Carolina đã hiến tặng được 2.000 khẩu trang cho hai nhà thương Atrium Health và Novant Health. Chúng tôi cũng còn đang gom góp để mà tặng cho nhà thương Presbyterian trong phố Charlotte. Thưa quý vị, ngoài cái việc mà may khẩu trang thì cộng đồng Charlotte cũng đóng góp cùng với cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ để mà mua các cái medical shields, các mặt nạ y tế đó cho các nhân viên nhà thương. Một cây làm chẳng nên non, ba cây dùm lại thành hoàng núi cao. Thưa quý vị, cùng với các cộng đồng người Việt khắp nơi ở Hoa Kỳ, người Việt chúng ta đã yểm trợ được khoảng 12.000 mặt nạ y tế cho khoảng 30 bệnh viện của 15 tiểu bang tại Hoa Kỳ. Đây là một cái tin vui cho cộng đồng người Việt và nó đã nói lên sự liên kết của người Việt trong quốc nội Hoa Kỳ đã cùng nhau phục vụ quốc gia này. Chúng tôi xin thay mặt cho ban chấp hành cộng đồng Charlotte nói lên lòng biết ơn chân thành đến quý đồng hương tại địa phương đã giúp may các khẩu trang trong cái tâm tình yêu thương, tâm tình biết quan tâm đến các nhân viên y tế. Chúng tôi cũng cảm ơn cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ đã tạo cơ hội để cho các cộng đồng người Việt địa phương có cơ hội để mà phục vụ quốc gia này, nơi các cơ quan y tế địa phương và toàn quốc. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính chúc quý vị luôn an mạnh.